nơi được đánh thức bởi ánh nắng mặt trời đầu tiên của thành phố Hà Nội, nơi đang trỗi dậy với tiềm năng mạnh mẽ, nơi ánh dương không bao giờ tắt, khởi nguồn thịnh vượng, năng động và phát triển không ngừng. Bình Minh Garden, một nét sức sống mới, khơi dậy vùng đất Long Biên với vô vàn tiềm năng, xuất phát từ tâm huyết của đơn vị phát triển dự án Sen Invest về một sức sống mới cho mảnh đất cổ ngàn năm văn hiến Long Biên. Là nơi đón đầu cửa ngõ Đông Bắc Hà Nội, nơi thức dậy đón những ánh nắng đầu tiên của ngày mới. Bình Minh Garden tọa lạc tại số 93 Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, thừa hưởng sự kết tinh của hai con sông huyền thoại, sông Hồng và sông Đuống, là trung tâm kết nối, tiếp giáp nhiều tuyến đường huyết mạch cùng cơ sở hạ tầng giao thông phát triển. Bình Minh Garden, cách cầu Trương Dương chỉ 5,5 km để di chuyển vào trung tâm thành phố, cách cầu Đông Trù 1,5 km dễ dàng kết nối với các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên. Xung quanh dự án với bán kính từ 1 đến 5 km, cư dân Bình Minh Garden tiếp cận hàng loạt các dịch vụ tiện ích hiện đại của khu vực Long Biên một cách nhanh chóng như trung tâm mua sắm Vincom Center, Big C Savico Megamall, Ion Mall. Cùng với đó là hệ thống y tế, giáo dục hiện đại, sở hữu vị trí vàng, hạ tầng giao thông, tiện ích đồng bộ hàng đầu nhưng mật độ dân cư thấp, không gian xanh nhiều bậc nhất so với các quận trong nội thành Hà Nội, giúp cuộc sống của cư dân tương lai tại Bình Minh Garden Long Biên luôn được bao bọc bởi thiên nhiên xanh mát, an lành. Bình Minh Garden được thiết kế tối ưu với hai loại hình là chung cư hỗn hợp và shop house. Sở hữu thiết kế trẻ trung, tòa chung cư Bình Minh Garden như một thành phố thẳng đứng hiện đại, bao gồm 25 tầng nổi và 3 tầng hầm. Trong đó, 2 tầng trung tâm thương mại sẽ là nơi giao thương sầm uất, cung cấp đa dạng dịch vụ từ ngân hàng, siêu thị, nhà hàng. Các căn hộ Bình Minh Garden có diện tích linh hoạt với thiết kế thông minh, được bố trí từ 2 đến 4 phòng ngủ, đảm bảo không gian sinh hoạt, thư giãn cho cư dân. Vị trí cửa sổ, lô ra rộng, được sắp đặt khéo léo, vừa đưa ánh sáng tự nhiên và khí tươi luôn ngập tràn căn hộ, vừa là nơi để gia chủ được phóng tầm mắt, ôm trọn khung cảnh bên ngoài. Bình Minh Garden có mang đến 101 căn nhà phố liền kề shop house với thiết kế độc đáo, tối ưu. Shop house với diện tích từ 75,1 đến 94,6 m2, các căn góc từ 142,4 đến 173,8 m2, có lối đi riêng, thang máy thuận tiện cho việc di chuyển. Với 5 tầng được thiết kế hai mặt, đặc biệt, tầng 5 có ban công rộng và thoáng, là nơi gia chủ có thể thiết kế theo sở thích cá nhân như làm vườn, sân phơi hoặc tận dụng làm tiểu cảnh, làm nơi ngồi uống trà, thư giãn. Sở hữu vị trí đắc địa nhất nội khu dự án, Shop House Bình Minh Garden sẽ là nơi phục vụ tiện ích đa dạng, phong phú, không chỉ cho dân cư khu vực Long Biên, mà còn là nơi đáp ứng nhu cầu mua sắm, giải trí cho hơn 2.000 cư dân tương lai. Bình Minh Garden mang đến cho các cư dân những tiện ích vượt trội, đáp ứng tốt nhất nhu cầu hưởng thụ cuộc sống, với vườn ánh dương bao gồm vườn tĩnh và vườn động, nơi thỏa mãn mọi nhu cầu vui chơi giải trí ngoài trời. Khu vui chơi trẻ em được thiết kế với những trò chơi sinh động, hiện đại và an toàn. Bể bơi thác tràn rộng tới 450 m2, sân bóng ngoài trời, gym and spa hiện đại, nơi cư dân chăm sóc và rèn luyện sức khỏe. Một cuộc sống đủ đầy tiện nghi và ngập tràn hạnh phúc tại Bình Minh Garden đang chờ đón những cư dân tương lai. Với vị trí tuyệt đẹp, thiết kế đẳng cấp cùng tiện ích vượt trội, Bình Minh Garden sẽ giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ về một cuộc sống thịnh vượng. Bình Minh Garden, khởi sinh thịnh vượng.